Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món chè thạch rau câu đậu xanh, thêm một chút nho khô vào nữa. Thì đây là một cái món chè rất là đơn giản và dễ thực hiện. Khi ăn thì nó có vị béo, ngọt nhẹ với vị đặc trưng của nho khô thì làm cho cái món chè này rất là ngon, và đặc biệt ngon hơn khi mà mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh á. Thì đầu tiên mình sẽ lấy nho khô. Nho khô thì tùy thích thôi, thì mình ngâm nho khô vào trong nước, mình ngâm đó để đó khoảng chừng 10 phút vậy đó. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái bột rau câu dẻo 10g. Thì cái bột rau câu dẻo này thì khi mà mình nấu với cái món chè thì làm cho cái món ăn nó ngon hơn. Rau câu dẻo này để khi nấu nó không bị vón cục á, thì mình sẽ trộn với một ít đường. Bây giờ mình sẽ lấy đường, mình lấy khoảng 4 hoặc là 5 muỗng nhỏ thôi. Rồi khi mình lấy đường xong thì mình sẽ để rau câu vào, rồi mình trộn chung, trộn đều lại với đường. Rồi mình cho rau câu dẻo vào. Trộn trộn đều như thế này nè. Tí xíu nữa mình để vào trong nước sôi á, thì mình để ít vào rồi mình phấy đều á, thì rau câu nó sẽ không bao giờ bị vón cục. Trộn như thế này là được rồi các bạn. Rau câu nó dính vào trong đường hết rồi. Với 10g rau câu dẻo á, thì mình sẽ sử dụng 1 lít nước để cho rau câu nó cứng cứng á. Cái này thì có thể sử dụng 1,5 lít cũng được nữa, nhưng mà do mình vào sợi cho nên là mình dùng 1 lít nước thôi. Rồi mình để lá dứa vào. Lá dứa vào thì làm cho rau câu khi mình ăn nó có vị thơm trong rau câu rất là ngon. Rồi mình chụm cho cái nồi nước này nó sôi khoảng chừng 5 phút luôn, để cho cái lá dứa nó ra hết cái mùi thơm trong nước á. Tiếp tục mình chậm sôi nữa 5 phút, xong rồi mình hạ lửa nhỏ lại, mình vớt cái lá dứa ra, mình bỏ đi. Rồi khi vớt lá dứa xong rồi thì mình sẽ cho rau câu, bột rau câu hồi nãy mình pha với đường vào. Mình cho từ từ thôi, vừa cho vừa phấy thì nó sẽ không bị vón cục. Rồi khi mình phấy đều nó sôi lên khoảng chừng 1-2 phút gì đó thì mình sẽ cho nó vào trong cái sửng này. Khi mình cho thì cái hơi nước nó bốc lên, nó thơm cái mùi lá dứa. Là mình để nhiều lá dứa cho nên nó thơm á. Rồi, đầy sửng là mình có một tí bọt ở trên đó thì mình sẽ dùng cái giá mình vớt miếng bọt đó thôi. Không vớt cũng được. Rồi sau một thời gian mà mình thấy nó cứng rồi á thì mình sẽ lấy ra. Rồi mình cái này mình sắt hạt lựu cũng được, mình bào sợi cũng được. Cái này mình thích bào sợi, cái mình lấy cái đồ bào rau củ á, mình bào sợi. Vì do mình làm với nhà cho nên là mình rửa tay sạch rồi mình làm thôi, mình không có sử dụng nô tay. Bào thành sợi như thế này nè. Khi ăn cảm giác cái sợi rau câu nó ngon lắm. Hoặc là sắt hạt lựu cũng được nữa. Rồi bây giờ mình bào được bao nhiêu đây rồi nè. Rồi cọng nó dài lắm đó các bạn. Đó, mình để lên nhưng mà nhẹ nhẹ thôi để đứt. Còn những cái phần mà mình không có bào được á thì mình sẽ sắt nhỏ nhỏ như thế này để hồi mình để vào trong chè luôn, nó thành hạt nhỏ nhỏ như vậy đó. Rồi mình xắt được bao nhiêu đây. Rồi mình để chung luôn, để chung với cái hồi nãy mình bào sợi luôn, để cho rau câu nó giòn, nó ngon hơn. Thì mình sẽ để nước đá lên trên để
lại trong khi chờ đợi, thì mình cứ để nước đá hập cho vào trong ngăn mát tủ lạnh cũng được. Nhưng mà này mình để khá luôn, nhẹ nhẹ tay thôi, lãng thôi, rau câu nó bị đứt sợi. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng đậu xanh. Lúc này mình sẽ dùng là 150g đậu xanh tách vỏ. Thì mình ngâm cái đậu xanh tách vỏ này, cái mình để thêm một tí muối, mình ngâm xong rồi mình đem đi hấp. Bây giờ mình đã hấp chín rồi nè các bạn, mình bỏ vô cái xửng mình hấp. Rồi mình hấp được một tô, cái tô đậu xanh nó rất là ngon, nó còn hột nữa. Đây là 100g đường phèn, thì mình nấu đường phèn cho cái vị nó ngọt thanh hơn. Đường cát cũng được ha, mình có cái gì thì mình sử dụng cái đó thôi. Và mình sử dụng 1,5 lít nước cốt, mình sử dụng nước cốt giảo thôi, cái vị béo nó vừa thôi, không cần phải béo lắm. Và mình để 100g đường phèn vào trong 1,5 lít nước cốt dừa luôn. Mình cho thêm một muỗng nhỏ muối nữa, mình làm cái gì ngọt mình cũng hay bỏ muối. Rồi mình cho lá dứa vào, lá dứa để vào trong nước cốt mình nấu để nó ra cái mùi thơm. Rồi bây giờ mình đem nước mình nấu. Còn nho khô lúc nãy mình ngâm nè, thì bây giờ nó mình ngâm xong rồi mình đi rửa sạch lại, thì bây giờ nó như thế này nè. Tí xíu mình sẽ cho vào trong chè. Rồi bây giờ cái nồi nước cốt dừa của mình á, nó đã sôi rồi, nó sôi và nó bốc mùi thơm của lá dứa lên nè. Thì mình hớp bọt ở phía trên cái nồi á, mình nấu cho đường tan sôi lên, đợi đường phèn nó tan thì mình cho nho khô vào, để nho khô vào luôn. Rồi mình quậy tí xíu nữa. Mình chỉ sử dụng nước cốt dừa giảo thôi các bạn, còn nước cốt dừa nhất thì mình có thể là sử dụng để làm bánh khác cũng được. Mình để nước cốt dừa nhất vào á thì nó sẽ béo lắm, ăn nó sẽ ngán. Rồi mình cho đậu xanh vào luôn. Lúc này cái nồi chè của mình là mình nấu nó phải hơi lỏng lỏng nữa bạn, lỏng lỏng mình ăn nó có nước vậy nó rất là ngon. Để đậu xanh vào thì đậu xanh nó nổi lên trên này, đậu xanh hấp vào. Mình nấu trực tiếp đậu xanh luôn cũng được, như vậy thì đậu xanh nó sẽ không có ngon bằng mình hấp. Rồi mình nhắc xuống, mình bớt lá dứa ra. Lúc này thì mình không có để rau câu vào, bởi vì rau câu dẻo mà để vào trong nóng gì nè nó sẽ chảy ra hết, nên là mình đợi đợi cái nồi chè này nó nguội đi thì mình mới cho rau câu nãy mình để vào. Rồi đây là rau câu mà mình đã ốp nước đá đó các bạn. Bây giờ thì nó cái cọng nó giòn, nó ngon lắm. Rồi khi chè nó nguội rồi thì mình sẽ múc chè cộng với cái nước cốt với đậu xanh với nho khô, mình sẽ ướp lên cái rau câu, để vào trong tủ lạnh là ăn cực kỳ ngon luôn các bạn. Nho khô thì có vị ngon đặc trưng của nho khô, rau câu dẻo thì ăn rất là mát, đậu xanh cũng vậy luôn. Rồi mình để ít đường thôi và nước cốt giảo thì nó cũng không béo lắm. Để được cái chén chè rất là ngon đó các bạn, mà nấu trong thời gian ngắn thôi. Đây là những cái món chè đơn giản mà chỉ cần mình rảnh rỗi là mình làm được cho gia đình mình ăn. Đây là món chè rất là dễ thực hiện. Cái vị thơm của lá dứa trong nước cốt dừa với cái vị thơm của lá dứa trong rau câu á, khi ăn vào á thì nó tạo một cảm giác rất là ngon miệng. Lúc nãy mình có cho một ống vani vào nữa thì nó thơm lắm, và quyện cái mùi thơm lá dứa vani, mùi thơm đặc trưng của nho khô thì làm cái món chè rất là hấp dẫn. Và cái này mình có thể là để cái món chè thạch rau câu đậu xanh với nho khô này vào trong ngăn mát tủ lạnh ăn được khoảng là 1-2 ngày đó các bạn. Nhưng mà mình nấu xong á thì nhà mình để qua ngày hôm sau là hết rồi. Thì mình nấu không có ngọt lắm nên là khi ăn nó không có tạo cái cảm giác ngán, nó cũng không có béo lắm nữa.
thì nó cũng vừa vừa thôi. Thì cái này các bạn có thể nấu theo sở thích, ngọt thì mình nấu ngọt, muốn ăn béo thì mình sử dụng nước cốt dừa nhiều hơn, hoặc có thể là mình thay nước cốt dừa bằng sữa tươi cũng được. Thì món ăn thì mình thích ăn như thế nào thì mình làm như vậy thôi. Thì đó là cái món ăn mình đã làm xong rồi đó các bạn. Thì đây là món ăn đơn giản, thì các bạn rảnh rỗi có thể làm cho gia đình của mình ăn nhé.